Nhiều hộ dân ở cụm Bằng A và Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai có đất nông nghiệp bị thu hồi để phục vụ cho dự án Tây Nam Hồ Linh Đàm. Khi triển khai dự án, thành phố Hà Nội đã đồng thuận với phương án đền bù bằng tiền với các mức giá từ 50.000 cho tới trên 250.000 đồng một mét vuông, cộng một suất đất chuyển đổi việc làm có diện tích là 60 mét vuông. Trong đó, điều kiện để được nhận đất là những hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi trên 30%. Tuy nhiên, tại các hạng mục thu hồi sau này, người dân chỉ được đền bù bằng tiền với giá cũ mà không còn được chia đất như phương án ban đầu. Bằng B chúng tôi có quỹ đất đã hình thành rồi, mà hiện trạng đã có, bản đồ có, trích lục có, quyết định có. Thế thì vậy, một lần nữa là nguyện vọng chúng tôi là để chi trả lại cho người dân chúng tôi được 60 mét. 18 hộ dân bằng B mất 30% đã được cái đất này. Thế đến bây giờ chúng tôi đủ thì thành phố này không trao, không trả, mà đất, quỹ đất thì có ở 17, 16 hecta đây. Để phục vụ dự án khu đô thị Tây Nam Hồ Linh Đàm, thành phố Hà Nội đã quyết định thu hồi 16,67 hecta đất với mục đích chuyển đổi việc làm. Trong khi còn nhiều người dân chưa được chia đất thì thành phố đã bất ngờ bàn giao hơn 6,4 hecta cho công ty bất động sản Linh Đàm. Với người dân bằng B, quyết định giao đất này là chưa hợp tình hợp lý, bởi nếu thu hồi cho mục đích kinh doanh thì mức giá đền bù hiện nay là quá thấp. Nếu như mục đích sử dụng đất của thôn bằng B chúng tôi để mà làm cái việc tức là san nền và bán đất, mà đất đi bây giờ đến mấy tỷ, bây giờ chúng tôi cao bằng đi chúng tôi được bao nhiêu? 1.530.000 đồng. Thì tôi hỏi rằng nó có hài hòa không? Nó công bằng chưa? Xung quanh sự việc này, đại diện một công ty luật cho rằng thành phố Hà Nội vẫn nên tiếp tục thực hiện việc giao đất chuyển đổi việc làm từ quỹ đất 16,67 hectare cho người dân. Theo đúng nguyên tắc của khoản 2 điều 74 luật đất đai ấy, thì cái quỹ đất này vẫn là quỹ đất để chuyển đổi lao động việc làm. Và khi người dân bị thu hồi đất nông nghiệp, người ta vẫn phải được hưởng cái chính sách về giao đất chuyển đổi lao động việc làm. Và nó sẽ phải chờ để cho các hộ dân tiếp theo họ bị thu hồi trong những dự án trong tương lai thì họ sẽ được giao tiếp. Nhưng hiện nay là đang bị chuyển đổi sang một mục đích khác. Các lô đất thương mại hình thành trên quỹ đất chuyển đổi việc làm đang được giao bán với mức giá lên tới 100 triệu đồng một mét vuông và có các dấu hiệu cho thấy không tuân thủ quy định pháp luật. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cho biết, về việc này phường đã có báo cáo quận và quận cũng đã có báo cáo lên thành phố. Nhưng phóng viên truyền hình Thông tấn trực tiếp đến tìm hiểu thì chính quyền phường xin phép không phát ngôn vì các lãnh đạo đều mới nhậm chức.